Bốn tịnh lự chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày vì bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được. Thì này sáng lợi từ, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ương trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện quan sát như thật, bốn niệm trụ chỉ có giả danh mượn lời nói để trình bày vì bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chỉ có giả danh mượn lời nói để trình bày vì bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được thì này sáng lợi tử đó là đại bồ tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào đại thừa nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện quán sát như thật, pháp môn giải thoát không chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày, vì pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chỉ có giả danh mượn lời nói để trình bày. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nắm bắt được. Thì này sáng lợi từ đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quan sát như thật, bố thí ba la mật đa chỉ có giả danh mượn lời nói để trình bày vì bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chỉ có giả danh mượn lời nói để trình bày vì tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được thì này sáng lợi tử đó là đại bồ tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào đại thừa nếu đại bồ tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu dùng vô sở đắc làm phương tiện quán sát như thật năm loại mắt chỉ có giả danh mượn lời nói để trình bày vì năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được. Sáu phép thần thông chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày vì sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được. Thì này sáng lợi tử đó là Đại Bồ Tát, vì muốn lợi lạc các hiếu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ương trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện quan sát như thật, Mười lực của Phật chỉ có giả danh, mượn lời nói để trình bày. Mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt được. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chỉ có giả danh mượn lời nói để trình bày. Vì bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được, thì này xá lợi tử, đó là đại Bồ Tát, vì muốn lợi lạc các hiếu tình nên nương vào đại thừa nếu đại bồ tát lấy tâm tương ương trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu dùng vô sở đắc làm phương tiện quan sát như thật quả vị giác ngộ cao tột chỉ có giả danh mượn lời nói để trình bày vì quả vị giác ngộ cao tột chẳng thể nắm bắt được Bậc chứng đắc quả vị giác ngộ ca tột chỉ có giả danh mượn lời nói để trình bày, vì bậc chứng đắc quả vị giác ngộ ca tột chẳng thể nắm bắt được, thì này sáng lợi tử đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Lại nữa sáng lợi tử, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, từ khi mới phát tâm cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ ca tột, thường tu hoàn thành thần thông bất thối, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, ở chỗ các đức Phật nghe và thọ Pháp tương ưng Đại Thừa, đã nghe và thọ rồi như lý tư duy, tinh tấn tu học. Thì này sáng lợi tử đó là Đại Bồ Tát, vì muốn lợi ích các hữu tình nên nương vào Đại Thừa xá lợi tử, đại Bồ Tát như vậy. Tuy nương vào đại thừa từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, ở chỗ các đức Phật nghe và thọ tránh Pháp, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, nhưng tâm ngay lúc đầu không có các tưởng về cõi Phật. Xá lợi từ đại Bồ Tát như vậy, an trú trong bậc bất nhị, quán các hữu tình, nên dùng thân nào để được lợi ích, thì liền hiện thọ ngay thân ấy để khiến hữu tình kia được lợi ích. Giá lợi từ Đại Bồ Tát như vậy cho đến khi chứng đắc trí nhất thiết trí, tùy nơi xanh chẳng lìa đại thừa. xá lợi từ Đại Bồ Tát như vậy chẳng bao lâu sẽ chứng đắc trí nhất thiết trí, vì người trời vân vân mà chuyển bánh xe tránh pháp bánh xe pháp ấy tất cả thanh văn độc giác sa môn bà la môn ma vương phạm vương thiên long dược xoa kiền đạt phược a tố lạc yết lộ trà khẩn nạ lạc mà Hô đạc già nhân phi nhân vân vân tất cả thế gian đều không có khả năng truyền được xá lợi tử vì các bồ tát do các phương tiện thiện, thiện xảo như vậy vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình mà nương vào đại thừa nên còn gọi là ma ha tát Xá lợi tử do vậy vì muốn lợi lạc các hữu tình mà nương vào Đại Thừa. Đại Bồ Tát khắp vì chư Phật Thế Tôn ở vô số thế giới trong mười phương, ở giữa đại chúng hoan hỷ tán thán nói như thế này. Ở phương đó, trong thế giới đó, có Đại Bồ Tát tên như vậy vì muốn lợi lạc các hữu tình mà nương vào Đại Thừa, chẳng bao lâu sẽ được chứng đắc trí nhất thiết trí vì trời người vân vân mà chuyển bánh xe tránh pháp. Bánh xe ấy, các chúng trời, người, ma, phạm, thanh văn, vân vân trong thế gian đều chẳng có khả năng chuyển được. Cứ như vậy, lời tuyên bố ấy lần lượt lan khắp mười phương, các chúng trời người nghe đều hoan hỷ. Cùng nói như thế này, Bồ Tát như vậy chẳng bao lâu sẽ được chứng đắc trí nhất thiết trí, chuyển bánh xe tránh pháp, làm lợi ích, an lạc, loài hàm thức.